Bồ Tát y nơi tám búi xà này mà thuận nghịch ra vào chín thứ đệ định. Thế nào gọi là nhập chín thứ đệ định? Đó là ly dục, ly các bất thiện pháp, vào sơ thiền, đệ nhị thiền, đệ tam thiền, đệ tứ thiền, vào bốn vô sắc định, vào diệt thọ tưởng định. Bồ Tát y nơi chín thứ đệ định và tám búi xà này mà vào sư tử phấn tam muội. Thế nào gọi là nhập sư tử phấn tam muội? Đó là nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập đệ nhị thiền dẫn đến xuất phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ định, nhập diệt thọ tưởng định. Đây là thuận quán, rồi xuất diệt thọ tưởng định, nhập phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ định, dẫn đến xuất đệ nhị thiền, nhập sơ thiền, đây là nghịch quán. Bồ Tát y nơi sư tử phấn tam muội này mà vào siêu việt tam muội. Thế nào gọi là nhập siêu việt tam muội? Đó là nhập sơ thiền, khi sơ thiền khỏi lại nhập đệ nhị thiền, dẫn đến khi phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ định khỏi lại nhập diệt thọ tưởng định, khi diệt thọ tưởng định khỏi lại nhập sơ thiền, khi sơ thiền khỏi lại nhập diệt thọ tưởng định, khi diệt thọ tưởng định khỏi lại nhập đệ nhị thiền, khi đệ nhị thiền khỏi lại nhập diệt thọ tưởng định, khi diệt thọ tưởng định khỏi lại nhập đệ tam thiền, khi đệ tam thiền khỏi lại nhập diệt thọ tưởng định, khi diệt thọ tưởng định khỏi lại nhập đệ tứ thiền, khi đệ tứ thiền khỏi lại nhập diệt thọ tưởng định, khi diệt thọ tưởng định khỏi lại nhập hư không xứ định, khi hư không xứ định khỏi lại nhập diệt thọ tưởng định, khi diệt thọ tưởng định khỏi lại nhập thức xứ định, khi thức xứ định khỏi lại nhập diệt thọ tưởng định, khi diệt thọ tưởng định khỏi lại nhập vô sở hữu xứ định, khi vô sở hữu xứ định khỏi lại nhập diệt thọ tưởng định, khi diệt thọ tưởng định khỏi lại nhập phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ định, khi phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ định khỏi lại nhập diệt thọ tưởng định, khi diệt thọ tưởng định khỏi lại nhập tán tâm, khi tán tâm khỏi lại nhập phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ định, khi phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ khỏi lại nhập tán tâm, khi tán tâm khỏi lại nhập vô sở hữu xứ định, khi vô sở hữu xứ định khỏi lại nhập tán tâm, khi tán tâm khỏi lại nhập thức xứ định, khi thức xứ định khỏi lại nhập tán tâm, khi tán tâm khỏi lại nhập hư không xứ định, khi hư không xứ định khỏi lại nhập tán tâm, khi tán tâm khỏi lại nhập đệ tứ thiền, khi tứ thiền khỏi lại nhập tán tâm, khi tán tâm khỏi lại nhập đệ tam thiền, khi đệ tam thiền khỏi lại nhập tán tâm, khi tán tâm khỏi lại nhập đệ nhị thiền, khi đệ nhị thiền khỏi lại nhập tán tâm, khi tán tâm khỏi lại nhập sơ thiền, khi sơ thiền khỏi lại nhập tán tâm. Như vậy là ở nơi siêu việt tam muội, Bồ Tát được hết thảy các pháp tướng bình đẳng. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong bát nhã ba la mật và nhiếp thiền ba la mật. Luận hỏi: vì sao khi tu tập sáu pháp ba la mật cần phải chọn một ba la mật làm chủ? Đáp: vì nhân duyên tu hành có thứ lớp, nên người tu hành phải tùy theo hạnh nguyện của mình mà chọn một ba la mật làm chủ. Bồ Tát phân biệt có tại gia Bồ Tát và xuất gia Bồ Tát. Bồ Tát tại gia do đã có nhiều phước đức nên được sanh vào nhà giàu có. Bởi vậy, nên khi hành đạo, hạng Bồ Tát này thường chọn bố thí ba la mật làm chủ, hành bố thí trước, rồi mới hành các ba la mật khác. Bồ Tát xuất gia do chẳng nắm giữ của cải, nên chọn trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền ba la mật và trí huệ ba la mật làm chủ. Ví như, do chẳng có của cải nhưng Bồ Tát lấy nhẫn nhục ba la mật làm chủ, sẵn sàng đem thân mạng mình ra bố thí để làm lợi ích cho chúng sanh. Dù có chúng sanh đến mắng nhiếc hay hành hung, Bồ Tát vẫn chẳng phải tâm sân hận. Bồ Tát hành nhẫn nhục ba la mật như vậy là nhiếp bố thí ba la mật. Khi bị người hành hung gây nguy hại đến tánh mạng của mình, Bồ Tát liền tự nghĩ rằng thân này là hư giả, ta chớ nên vì tiếc thân mạng mà xa lìa việc tu tập các ba la mật. Nếu vì lợi ích chúng sanh mà phải bố thí thân mạng, ta vẫn phải hoan hỷ bố thí. Do có được các lực phương tiện của bố thí ba la mật và nhẫn nhục ba la mật, nên Bồ Tát này sau khi mạng chung sẽ được sanh về một thế giới an lành tốt đẹp để tiếp tục hành bố thí ba la mật và nhẫn nhục ba la mật. Hỏi: chú trong nhẫn nhục chẳng làm điều ác,
tức là đã hành trì tới rồi, như vậy vì sao còn nói chú muốn cho nghĩa nửa ba la mật mà nhất trì giới ba la mật? Đáp: trên đây chỉ mới nói về các tướng của các ba la mật mà chưa nói đến các ba la mật thứ lớp xanh như thế nào. Tuy các ba la mật có thể hòa hợp với nhau, nhưng mỗi pháp đều có tướng riêng khác. Nếu y theo thứ lớp mà hành thì trước phải có trì giới, rồi sau mới có nhẫn nhục. Giới là chẳng hại người, chẳng hữu lạn người. Nhẫn là tự nhiếp thân mình, dù phải hy sinh thân mạng mình cũng chẳng hối tiếc. Bởi vậy nên trong nhẫn nhục đã có hàm chứa giới tướng rồi vậy. Trì giới có hai cách, đó là chẳng não hại chúng sanh, tự mình sanh căn bản thiền định. Người chưa thọ giới pháp chỉ vì sợ mắc tội mà hành nhẫn nhục, vì chưa có thầm tầm thương xót chúng sanh nên tự nghĩ trì giới là bước đầu vào Phật đạo mà chẳng làm, còn chẳng làm hại chúng sanh là việc dễ làm. Ta nên nhẫn nhục làm các việc dễ làm trước đã, cho nên mới nói rằng nhẫn nhục thường nhiếp trì giới là vậy. Lại nữa, nhẫn nhục khiến cho tâm chúng tâm đừng sanh chưa phải là trì giới. Phải thành tựu thân khẩu và ý thanh tịnh mới gọi là trì giới. Nếu chỉ có ý thanh tịnh thì chỉ được gọi là nhẫn nhục mà thôi. Hỏi: thiền ba la mật cũng làm cho tâm thanh tịnh, như vậy vì sao chỉ nói đến nhẫn nhục mà thôi? Đáp: vào được thiền ba la mật rồi là đã có hết được trí lực lớn, nên chẳng cần nói đến trì giới nữa. Khi tâm chưa được thanh tịnh mới phải cần tu nhẫn nhục để giữ gìn đừng cho tâm sanh. Trong kinh có nói đến nhân duyên Bồ Tát có đại trí huệ, có tâm hành sáu pháp ba la mật mà đại đời được tăng ích công đức, chẳng có đạo về ba đường ác dẫn đến sẽ được quả vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng chẳng có sanh sanh tâm, chẳng nhiễu loạn chúng sanh, chẳng đoạt mạng chúng sanh, cũng chẳng thủ chứng quả vị nhị thừa, nên mới có đại công đức như vậy. Đây chính là công đức trì giới ba la mật và nhẫn nhục ba la mật. Bồ Tát đem hết thảy công đức ấy cùng với hết thảy chúng sanh và hồi hướng về vô thượng Bồ Đề mà chẳng phải bao chấp tiên đảo, chấp có người hồi hướng, có pháp hồi hướng và có chỗ hồi hướng. Đây là trường hợp nhẫn nhục ba la mật nhiếp trì giới ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật cũng nhiếp được tinh tấn ba la mật. Bồ Tát tu tập các công đức phát nguyện độ hết thảy chúng sanh nên thường tinh tấn chẳng giải đãi. Trong lúc hành Bồ Tát đạo, nếu có gặp các trở ngại, Bồ Tát vẫn chẳng thối tâm. Vì sao? Vì đã thường các nhẫn các khổ, nên nếu cần phải chịu đựng khổ nhọc trong thời gian lâu dài, Bồ Tát vẫn chẳng thối chuyển. Như trong kinh dạy, dù phải đi một do tuần dẫn đến trăm ngàn và ước do tuần, dù phải trải qua một thế giới dẫn đến trăm ngàn và ước thế giới để tìm một người chào trần thật pháp niết bàn, Bồ Tát vẫn thường tinh tấn. Nếu chẳng tìm được người như vậy, Bồ Tát vẫn chẳng sanh phiền não, dẫn đến nếu chỉ tìm được một người thọ trì năm giới thì Bồ Tát liền sanh tâm hoan hỷ và tự nghĩ: ta tìm được một người, tức đã tìm được nhiều người, thông qua người ấy thì chân thật pháp sẽ mãi mãi được tiêu truyền thệ. Vì sao? Vì các pháp ở nơi thật tướng là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Đây là trường hợp nhẫn nhục ba la mật nhất tinh tấn ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật cũng nhiếp được thiền ba la mật. Bồ Tát hành nhẫn nhục ba la mật nên có tâm nhu nhuyến mềm mại, rất dễ vào các thiền định. Chú trong thiền định, Bồ Tát phải tâm từ bi bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh, đem các tâm và tâm sở thanh tịnh cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Đây là trường hợp nhẫn nhục ba la mật nhiếp thiền ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật cũng nhiếp được bát nhã ba la mật. Bồ Tát chú trong chúng sanh nhẫn và trong pháp nhẫn nên nhẫn được các việc làm ác của chúng sanh. Gặp những chúng sanh đến mắng nhiếc hành hung mình, Bồ Tát vẫn hành đại từ bi đối với họ nên được đại công đức. Do được tâm nhu nhuyến mềm mại nên Bồ Tát dễ được pháp nhẫn. Biết rõ hết thảy pháp đều rốt ráo là vô sanh, chú trong pháp nhẫn, Bồ Tát quán hết thảy pháp đều là không tướng, là ly tướng, là vô tận tướng, là tịch diệt tướng, là niết bàn tướng, mà vẫn chẳng có chấp tướng tịch diệt niết bàn đó. Lại nữa, Bồ Tát chú trong chúng sanh nhẫn, biết rõ hết thảy chúng sanh đều rốt ráo không,
nên chẳng còn thấy có người đến mắng nhiếc mình, đâm chém mình dẫn đến đoạt thân mạng mình. Khi đã đầy đủ chúng sanh nhẫn và pháp nhẫn, Bồ Tát chẳng còn ba chấp điên đảo, chấp có người nhẫn, có pháp nhẫn, có chỗ nhẫn. Do vậy mà Bồ Tát thường thấy hết thảy pháp đều là tịch diệt tướng, là niết bàn tướng cả. Bổ nguyện của Phật đạo của Bồ Tát là vào được nơi thật tướng của các pháp, nơi rốt ráo không tướng của các pháp. Nếu chưa tọa đạo tràng thì chẳng tác chứng thật tế, nếu tọa đạo tràng thì phải đầy đủ các Phật pháp mới được Phật đạo truyền pháp luân. Lúc bấy giờ vì lợi ích chúng sanh mà thuyết pháp hóa độ chúng sanh, nhưng vẫn thường an trú trong bát nhã ba la mật. Đây là trường hợp nhẫn được ba la mật, nhiếp bát nhã ba la mật. Hỏi thế nào là trú trong tinh tấn ba la mật mà nhiếp các ba la mật khác? Đáp: Bồ Tát trú trong tinh tấn chẳng còn sợ hãi, vì do có lượng tinh tấn mà vượt qua được mọi khó khăn gian khổ. Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp đều là số giáo không, nhưng vì lòng từ bi thương xót chúng sanh nên trở lại trong ba cõi khỏi các thiện nghiệp để hóa độ chúng sanh, mà chẳng chấp niết bàn vậy. Được như vậy là nhận được phương tiện tinh tấn ba la mật. Bồ Tát trú trong tinh tấn ba la mật thường nghĩ rằng ta quyết định sẽ được vô thượng bồ đề, trở nên giải đãi, dù phải đi trăm ngàn vạn ức do tuần, dù phải qua trăm ngàn vạn ức thế giới để giáo hóa chúng sanh, ta vẫn phải tinh tấn trở nên giải đãi. Nếu chẳng dạy được một người vào Phật đạo, hay vào Bích Chi Phật đạo, vào Thanh Văn đạo, dẫn đến nếu chẳng dạy được một người tu 10 thiện đạo, ta vẫn phải tinh tấn hành pháp thí và tài thí khiến chúng sanh được đầy đủ, rồi phải đem công đức ấy cùng với hết thảy chúng sanh đều hồi hướng về vô thượng bồ đề. Đây là trường hợp tinh tấn ba la mật, nhiếp bồ thí ba la mật. Mặc dù hết thảy các trường hợp bồ thí đều do tinh tấn khỏi sanh, nhưng đây là bồ thí ba la mật, bồ thí tam luân không tịch, nên cần phải có lực lượng phương tiện tinh tấn ba la mật mới được viên mãn. Tinh tấn ba la mật cũng nhất trì dưới ba la mật. Bồ Tát trú trong tinh tấn ba la mật từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, tu 10 thiện đạo chẳng hề ngưng nghỉ, và cũng dạy người khác tu 10 thiện đạo. Bồ Tát trú trong tinh tấn ba la mật như vậy chẳng cầu phước báo ở ba cõi, chẳng tham đắm các quả thanh văn và bích chi Phật. Chỉ những người giải đãi mới có phước báo ở ba cõi, mới có pháp nhị thừa. Còn Bồ Tát chẳng có các tướng giải đãi như vậy. Đây là trường hợp tinh tấn ba la mật, nhiếp trì giới ba la mật. Tinh tấn ba la mật cũng nhiếp nhẫn nhục ba la mật. Bồ Tát trú trong tinh tấn ba la mật từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, đã xả ngã chấp, chẳng còn tiếc thân mạng, đã vào được nơi thật tướng pháp, nên dù có kẻ đến mắng nhiếc hành hung cũng chẳng sanh sân giận, chẳng sanh tâm sợ hãi, vì tự nghĩ chẳng có ai mắng nhiếc hay hành hung, cũng chẳng có ai thọ sự mắng nhiếc hay hành hung đó. Bồ Tát lại tự nghĩ, nếu ta bố thí thân này, ta sẽ có được đại lợi ích, vì thương xót chúng sanh mà ta đã thọ thân này, nay chúng sanh đến đoạt thân này, ta phải nên hoan hỉ, chẳng nên luyến tiếc. Ta phải đem hết thảy công đức nhẫn nhục này cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng bồ đề. Bởi nhân duyên vậy nên dù bị chúng sanh mắng nhiếc đánh đập, Bồ Tát vẫn hoan hỉ nhẫn nhục chẳng hề thối chuyển. Đây là trường hợp tinh tấn ba la mật, nhiếp nhẫn nhục ba la mật. Tinh tấn ba la mật cũng nhiếp thiền ba la mật. Có người tự nhiên được thiền định, hạng người này do đời trước ở cõi trên nên nay sanh về cõi này tự nhiên được thiền định. Có người do nhân duyên hành đại bố thí, phá được sát tham, phá được nắp truyền cái mà được thiền định. Có người do tu tập nhẫn nhục hoặc do tâm tiểu thừa mà nhàm chán sanh tử nên cũng vào được thiền định. Có người do đại trí huệ đực, biết cõi dục là vô thường, là bất tịnh, biết thiền tuy cũng chẳng thật có, nhưng vào thiền định vẫn thù thắng hơn ở cõi dục nên đã vào thiền định. Đây là những trường hợp thiền định chẳng do tinh tấn sanh, hành giả nhờ các nhân duyên khác mà vào được thiền định. Thế như có người ở nơi các pháp ba la mật thường làm chủ được tâm mình, lúc kinh hành cũng như lúc tọa thiền vẫn thường tinh tấn,
Lý Tấn Căn chế ngự năm triển cái, đấu tranh như sông pha vào trận mạc chống quân giặc, vừa mống tâm tán loạn là nhìn liền nhiếp tâm trở về, dù mệt mỏi bao nhiêu cũng vẫn chẳng ngưng nghỉ. Tinh tấn như vậy có thể chỉ trong một ngày một đêm là vào được thiền định. Đây là trường hợp tinh tấn ba la mật, nhiếp thiền ba la mật. Nên biết có người do chưa đoạn giải các nghiệp tội đời trước, do còn tham đắm các lạc thú ở đời để tâm rong ruổi theo cảnh duyên, nên khó chế ngự tán tâm, khó vào thiền định. Hạng người này phải gia tăng tinh tấn mới mong được vào thiền định. Ví như có người do được nhiều phước đức nên an nhiên hưởng lộc, còn người kém phước đức thì phải tinh tấn làm độ thì mới mong có được cuộc sống sung túc an nhàn. Tinh tấn ba la mật cũng như bát nhã ba la mật. Bồ Tát có tinh tấn mới nhiếp được bát nhã ba la mật. Bồ Tát được thiền định rồi mới sanh được thần thông, có đủ thiền định và trí huệ như vậy nên Bồ Tát dùng lực thần thông đi khắp mười phương cúng dường chư Phật, gieo trồng thiện căn. Lại nữa, Bồ Tát vì hạnh nguyện độ sanh nên ngoài việc bố thí trì giới nhẫn nhục thiền định còn phải thường tinh tấn mới phát sanh được trí huệ bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì trí huệ thường là do tinh tấn sanh, bởi vậy nên Bồ Tát phải lấy tinh tấn làm chủ mới có thể nhiếp bát nhã ba la mật được. Bồ Tát có hai việc phải làm, đó là quán thật tướng các pháp. Ở nơi thật tướng pháp, Bồ Tát chẳng thấy pháp tướng, cũng chẳng thấy phi pháp tướng, làm đúng như chỗ nói với người giải đãi, chẳng có thể làm hai việc này được. Đây là trường hợp tinh tấn ba la mật, nhiếp bát nhã ba la mật. Hỏi, thế nào gọi là an trú trong thiền ba la mật và nhiếp các ba la mật kia? Đáp, phải đầy đủ hai việc nêu trên đây mới hy trú được trong thiền định, lấy thiền định làm nhiếp cả năm ba la mật kia. Bồ Tát trú trong thiền ba la mật đều tâm nhu nhuyến, bất động mới có thể quán thật tướng các pháp. Ví như nhà kín gió thì đèn mới có thể sáng tỏ, cũng như vậy, phải trú trong thiền ba la mật mới phát sanh được trí huệ ba la mật. Lúc bấy giờ Bồ Tát chẳng còn nhiễu loạn chúng sanh, mà trái lại thường bi nguyện chúng sanh, thương xót hết thảy chúng sanh, phải thanh tịnh trì giới nhẫn nhục mới có được lực thần thông biến hóa đầy đủ tài vận để bố thí cho chúng sanh, lại biến hóa ra các hóa nhân để vì chúng sanh thuyết pháp độ sanh. Bởi vậy nên nói thiền định là nhân bố thí. Lại nữa, do thiền định mà có được thần thông đi khắp mười phương cúng dường chư Phật, gieo trồng thiện căn, chẳng hề giải đãi. Bởi vậy nên nói thiền định sanh tinh tấn. Lại nữa, cũng do nơi thiền ba la mật mà tất cả các ba la mật kia đều được tăng trưởng. Đây là nghĩa trú trong thiền ba la mật, lấy thiền ba la mật làm chủ, nhiếp tất cả năm ba la mật kia. Hỏi, vì sao nói Bồ Tát đã trú trong bát nhã ba la mật chẳng đắc 14 pháp không? Từ nội không dẫn đến chư pháp không có 18 không? Vì sao chỉ nói có 14 mà chẳng nói đến 4 pháp không sao? Đáp, phân biệt hết thảy pháp tướng không và hết thảy pháp không là đã tổng nhiếp tất cả 18 pháp không rồi. Đây là vì người tu hành mà Phật rộng phân biệt có 18 pháp không. Thế nhưng có người chỉ hành một pháp, hai pháp dẫn đến 14 pháp trong 18 pháp không đó. Bởi vậy nên phải tùy theo chúng sanh chấp nhiều hay chấp ít mà nói rộng hay nói hẹp, nói nhiều hay nói ít vậy. Đối với người thâm chấp tà kiến mới phải nói đến 4 pháp không sau cùng. Vì sao? Vì hàng ngoại đạo cho tà kiến mà chấp hữu pháp, chấp vô pháp. Còn Bồ Tát do có tâm từ bi nhu nhuyến nên chẳng chấp hữu, cũng chẳng chấp vô. Lại nữa, Bồ Tát do huần tu 14 pháp không mà ở nơi hữu và vô đều được rõ ràng, chẳng có lầm lẫn. Bởi nhân duyên vậy nên ở nơi đây chẳng có đề cập đến 4 pháp không sau cùng. Hỏi, chấp kích nói, cũng như chư Phật, Bồ Tát chẳng sanh tâm chấp đắm, nói như vậy có hàm ý nghĩa gì? Đáp, Phật đã đoạn sạch phiền não nên các tập khí chẳng còn sanh khởi nữa. Bồ Tát dùng lực phương tiện bát nhã ba la mật ngăn các tập khí chẳng cho sanh khởi. Này, vì muốn tán thán được bát nhã ba la mật nên nói Bồ Tát dù chưa tận đoạn kiết sử,
Nhưng cùng với Phật chẳng khác, sở dĩ nói như vậy là nhằm khiến người đời tôn quý Bát Nhã Ba La Mật do tôn quý Bát Nhã Ba La Mật mà nghĩ rằng trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng có pháp sanh diệt, nên chẳng có người mắng nhiếc sát hại, cũng chẳng có người thọ lãnh sự mắng nhiếc sát hại đó. Hỏi: người giới niệm như trên đây là vào được vô sanh pháp nhẫn, như vậy vì sao nói vào được như thuận nhẫn? Đáp: có người do tu tập biết rõ năm ấm hòa hợp mà giả danh có chúng sanh, nhưng chưa có thể phá được pháp chấp. Bởi vậy nên kinh nói các pháp là vô sanh vô diệt, chẳng có người mắng nhiếc sát hại, cũng chẳng có người thọ lãnh sự mắng nhiếc sự sát hại. Đây là vì hạng người phá được ngã chấp quán pháp không mà còn vướng mắc pháp ái, nên kinh đã nói như trên. Người được vô sanh pháp nhẫn mới có đầy đủ từ bi tâm thương xót chúng sanh, còn người được nhu thuận nhẫn chỉ mới niệm pháp không mà thôi. Pháp nhẫn và chúng sanh nhẫn tuy chẳng ngăn ngại nhau, nhưng có câu có cạn dài khác nhau. Pháp nhẫn và chúng sanh nhẫn tuy chẳng ngăn ngại nhau, nhưng có sâu có cạn dài khác nhau. Ở nơi chúng sanh bất khả đắc chỉ mới là chúng sanh nhẫn, ở nơi pháp bất khả đắc mới được gọi là pháp nhẫn. Hỏi: vì sao nói tiểu thừa trong siêu vượt tam muội chẳng dung được hai biên, chẳng dám y tán tâm mà vào diệt thọ tưởng định? Đáp: pháp tiểu thừa chẳng thể sánh với pháp đại thừa được. Người tu mà chẳng siêu việt được hai bên là người tu theo pháp tiểu thừa. Còn Bồ Tát do được đại trí huệ, do thâm nhập thiền định nên thường tùy ý siêu việt được hai bên. Ví như lực sĩ trong loài người chỉ nhảy qua hàng rào cao vài trượng, còn lực sĩ trong hàng trời có thể vượt qua các khoảng xa rộng chẳng chút khó khăn. Lại nữa, Bồ Tát có đại trí huệ nên vào sư tử phần tấn tam muội, được lực Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, nên ở nơi hết thảy pháp thường được tự tại vô ngại. Lại nữa, do đã vào được nơi thật tưởng pháp nên thường an trú nơi bất động pháp. Bởi vậy chẳng nên đem các pháp của hàng trời và của hàng người mà nạn hỏi nữa. Hỏi: thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật mà nhiếp các Ba La Mật khác? Đáp: Bồ Tát trú trong Bát Nhã Ba La Mật đem tài vật bố thí chúng sanh vào cúng dường chư Phật, mà biết rõ chúng sanh cũng như chư Phật đều rốt ráo là không. Bởi vậy nên đối với chúng sanh cũng như đối với Phật, Bồ Tát giữ tâm bình đẳng. Vì giữ tâm bình đẳng nên Bồ Tát chẳng quý chư Phật, chẳng khinh chúng sanh, cũng chẳng thấy bồ thí người nghèo được ít phước đức, cúng dường chư Phật được nhiều phước đức. Vì sao? Vì Bồ Tát đã đoạn sạch các vọng tưởng phân biệt điên đảo, đã vào bất nhị pháp môn vậy. Cũng như vậy, khi hành pháp thí, Bồ Tát chẳng quý trọng người trí, chẳng khinh chê người vô trí. Vì sao? Vì Phật pháp là vô lượng, là bất khả tư nghị. Nói về 12 nhân duyên, về không, về vô tướng, về vô tác, hoặc về các thậm thâm pháp khác cũng chẳng khác. Vì sao? Vì khi đã vào nơi tịch diệt tướng, thì hết thảy các pháp đều là bình đẳng, đều là vô phân biệt, đều chẳng có hí luận. Đây là trường hợp Bát Nhã Ba La Mật nhiếp Bồ Thí Ba La Mật. Lại nữa, có Bồ Tát trú nơi 10 Phật lực đem công đức của chư Phật ba đời và của hàng đệ tử Phật để cùng với hết thảy chúng sanh tùy hỷ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Do được được trí huệ như vậy nên chẳng gì mà Bồ Tát chẳng thí, khiến chúng sanh được phần phước đức. Lại cũng có Bồ Tát muốn nhổ gốc xa tha mà hành bố thí. Khi hành bố thí, Bồ Tát ấy hoan hỷ chào đón mọi người, vì đã tận diệt tâm sân si tật đố, cung kính người thọ trí vì đã tận diệt tâm kiêu mạn, lại biết rõ quả báo của bố thí vì đã tận phá tâm nghi. Bồ Tát ấy khi bố thí thường quán người thọ thí như Phật, quán các tài Phật đem ra bố thí đều là như tướng, là vô thượng Bồ Đề tướng, quán thân từ trước đến nay là rốt ráo không. Bố thí như vậy là chân thật chẳng hư dối, là tương ứng với nhất thiết chủng trí. Đây là trường hợp Bát Nhã Ba La Mật nhiếp bố thí Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật cũng nhiếp trì giới Ba La Mật. Bồ Tát thâm nhập vào thanh tịnh Bát Nhã Ba La Mật, biết rõ chúng sanh là không mà vẫn thọ trì các thiện nghiệp đạo để phá nghiệp sát sanh. Nếu vì muốn độ chúng sanh trong phạm vi một do tuần, trong phạm vi trăm ngàn vạn ước do tuần mà trì giới dẫn đến
vì muốn độ chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đà mà trì giới, thì đó cũng chỉ là vì số sanh có hạn lượng mà trì giới. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật vì vô lượng chúng sanh trong vô lượng quốc độ mà trì giới, chẳng phải vì số chúng sanh có hạn lượng mà trì giới. Vì sao? Vì pháp tánh thật tế là như hư không, Bồ Tát trú trong cứu cánh, không tưởng, chẳng chấp giới tướng, chẳng chấp trì giới, cũng chẳng ghét phá giới. Đây là trường hợp Bát Nhã Ba La Mật nhiếp trì giới Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật cũng nhiếp nhẫn nhục Ba La Mật. Bồ Tát được đầy đủ trì giới vô phân biệt như vậy, nên cũng được đầy đủ chúng sanh nhẫn và pháp nhẫn. Bồ Tát vào trong thâm Bát Nhã Ba La Mật, được đầy đủ chúng sanh nhẫn và pháp nhẫn như vậy mới có thể tín thọ vô lượng Phật pháp mà tâm chẳng phân biệt thị phi. Đây là trường hợp Bát Nhã Ba La Mật nhiếp nhẫn nhục Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật cũng nhiếp tinh tấn Ba La Mật. Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật, tinh tấn hành các Ba La Mật khác, vào thật tướng pháp thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý, được vô sở niệm. Bồ Tát ấy khi nằm mộng thấy mình rớt xuống biển sâu mà chẳng bị chìm, lại còn được đưa vào bờ an toàn, khi tỉnh mộng thì tâm liền dứt. Do được phương tiện Bát Nhã Ba La Mật hộ trì mà Bồ Tát được đệ nhất tinh tấn nên sanh mộng như vậy. Đây là trường hợp Bát Nhã Ba La Mật nhiếp tinh tấn Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật cũng nhiếp thiền Ba La Mật. Mặc dù trí huệ chẳng phải là thiền định, nhưng phải có trí huệ mới sanh được thiền định. Trong kinh Bích Chi Phật có chép mầu chuyện về một người thấy cảnh hai con trâu vì dâm dục đấu tranh với nhau cho đến chết mà tự nghĩ rằng nếu đem tài sắc danh vọng quyền quý ra chinh phục kẻ khác thì đâu có gì khác với cảnh này. Nghĩ như vậy rồi, ông liền được ly dục, được thiền định, thành bậc Bích Chi Phật. Bồ Tát cũng như vậy, do có ít nhiều nhân duyên khiến nhàm chán ly dục, vừa vùi thiền định, khi đã được đầy đủ phước đức thì sẽ được thanh tịnh thiền định lạc. Đây là trường hợp Bát Nhã Ba La Mật nhiếp thiền Ba La Mật. Hỏi, vì sao Bồ Tát có thể ở nơi một niệm mà được đầy đủ cả sáu pháp Ba La Mật? Đáp, Bồ Tát đã gieo trồng thiện căn, trải qua vô lượng kiếp, đã hoàn toàn ly dục nên ở nơi các thiền định được tự tại, do vậy mà vào được Phật đạo, thâm nhập pháp tánh thật tế, tinh tấn dùng các phương tiện trí huệ và tử bi để hoằng pháp lợi sanh. Khi đã vào được thâm pháp rồi, Bồ Tát trở lại tu các công đức. Như vậy là Bồ Tát đã thắng phục được tâm mình, nên ở nơi mỗi niệm đều được đầy đủ cả sáu Ba La Mật. Ví như khi hành pháp thí và tài thí, Bồ Tát vẫn thường an trú trong mười thiện đạo, chẳng hướng về nhị thừa địa, nên được đầy đủ trì giới Ba La Mật, chẳng để các phiền não ma làm động tâm, nên được đầy đủ nhẫn nhục Ba La Mật, giữ thân tâm thường tinh tấn, chẳng giải đã, chẳng thối thất, nên được đầy đủ tinh tấn Ba La Mật, nhiếp tâm nơi việc bố thí, chẳng để tâm tán loạn, hồi hướng công đức bố thí về vô thượng Bồ Đề, nên được đầy đủ thiền Ba La Mật, biết rõ người cho người nhận và tài vật cho đều bất khả đắc, nên được đầy đủ trí huệ Ba La Mật. Khi trì giới, Bồ Tát thọ đầy đủ các thiền giới, đầy đủ tám thánh đạo, đầy đủ ba luật nghi giới, gồm có thiền định luật nghi giới, vô lậu luật nghi giới và nhiêu ích hữu tình luật nghi giới. Bồ Tát trú trong các ngài giới này mà bố thí vô úy cho chúng sanh, nên được đầy đủ bố thí Ba La Mật. Khi trì giới, Bồ Tát tinh tấn diệt trừ các phiền não, chẳng để cho tham sân si dấy khỏi, nên dù có người đến mắng nhiếc, đánh đập vân vân, chẳng hề sân giận, dù cực nhọc bao nhiêu cũng chẳng hề thối tâm, nên được đầy đủ nhẫn nhục Ba La Mật. Bồ Tát phân biệt rõ các giới tướng có trọng có khinh, có ngăn che có khai mở, nhưng vẫn thường tinh tấn y như giới mà hành trì, dẫn đến khi có phạm giới là liền sám hối để được tiêu tội, nên được đầy đủ tinh tấn Ba La Mật. Khi trì giới như vậy, Bồ Tát chẳng cầu phước báo cõi trời và cõi người, chẳng cầu niết bàn tiểu thừa, mà chỉ trì giới cầu Bồ Tát đạo, trì giới cầu Phật đạo và thường tu tập năm Ba La Mật khác, nên được tinh tấn, được đầy đủ tinh tấn Ba La Mật.
Khi trí giới Bồ Tát chẳng hề ly các thiền định, do trí giới mà phá được các phiền não, điều phục được tâm, nên Bồ Tát cầu thiện định lạc. Thiền định lạc xả ly thế gian lạc, nhiếp tâm trừ các việc phá giới ở thân khẩu ý, trừ ba ác giác quán và ba tế giác quán, nên được đầy đủ thiền ba la mật. Lại nữa, khi trì giới, Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp đều do nhân duyên sanh, chẳng có tự tại. Biết rõ trì giới cũng như phá giới đều là tự tướng không, chẳng nên trú chấp, nên được nhất thiết, nên được đầy đủ trí huệ bát nhã ba la mật. Khi hành nhẫn nhục, Bồ Tát tự nghĩ rằng nếu có chúng sanh đến sát hại ta vẫn chẳng sanh sân giận. Vì chúng sanh mà ta thọ thân này, này chúng sanh đến đòi lại thân này, ta chẳng nên luyến tiếc. Này tự nghĩ rằng ta phải vì chúng sanh thuyết pháp phân biệt cho họ biết rõ pháp thế gian và pháp niết bàn, khiến họ niết bàn được trong sáu pháp ba la mật, dẫn đến được vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát hành đầy đủ chúng sanh nhẫn và pháp nhẫn như vậy, nên được đầy đủ bố thí ba la mật. Khi hành nhẫn nhục, Bồ Tát chẳng gây phiền não cho chúng sanh, mà trái lại từ bi thương xót chúng sanh, dùng các thiện pháp an lập chúng sanh, nên được đầy đủ trì giới ba la mật. Bồ Tát an trú trong nhẫn nhục, thường tinh tấn hành các ba la mật khác, nên được đầy đủ tinh tấn ba la mật, lại được tâm nhu nhuyến xả ly nam dục, chẳng sanh cao tâm, tự xem mình như mặt đất để chúng sanh dẫm đạp lên. Thường nhiếp tâm trong định chẳng tán lạ, nên được đầy đủ thiền ba la mật. Do hành nhẫn nhục như vậy, Bồ Tát nhẫn thọ được các việc làm ác của chúng sanh, cũng nhẫn thọ được hết thảy các pháp thập thâm, vào được thật tướng pháp, được vô sanh pháp nhẫn, nên được đầy đủ trí huệ ba la mật. Bồ Tát an trú trong tinh tấn thường hành bố thí, chẳng bao giờ xa rời tài thí, pháp thí và vô úy thí để làm lợi ích cho chúng sanh, nên được đầy đủ bố thí ba la mật. Bồ Tát tinh tấn hành chánh nghiệp, chẳng sanh tâm nhị thừa, nên được đầy đủ trì giới ba la mật. Khi hành tinh tấn như vậy, nếu có người đến phá hoại tâm đại thừa của mình, Bồ Tát vẫn nhẫn nại chẳng thối tâm, nên được đầy đủ nhẫn nhục ba la mật. Bồ Tát tinh tấn hành tất cả các pháp mà tâm chẳng tán loạn, thường nhất tâm niệm nhất thiết chủng trí, nên được đầy đủ thiền ba la mật. Dù giữ thần tâm thường tinh tấn như vậy, mà Bồ Tát chẳng chấp hai tướng thần tâm tinh tấn đó, nên được đầy đủ trí huệ ba la mật. Bồ Tát an trú trong thiền định, được tâm thành tịnh, phát đại từ bi, bố thí tài Phật cho chúng sanh, khiến họ được sung mãn hành vô úy, khiến vô úy thí khiến chúng sanh được an ổn. Lại vì chúng sanh khắp mười phương thuyết pháp, nên được đầy đủ bố thí ba la mật. Bồ Tát vào thiền định, được tâm nhu nhuyến an lạc, nên được đầy đủ trì giới ba la mật. Lại thâm nhập pháp không, thường nhẫn thọ các pháp, chẳng nghi chẳng hối, nên được đầy đủ nhẫn nhục ba la mật. Bồ Tát từ trong thiền định thường khởi các tàm muội, nên được đầy đủ tinh tấn ba la mật. Do thiền định mà được tâm thanh tịnh, chẳng động thường vào nơi thật tướng pháp, nên được đầy đủ trí huệ ba la mật. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, quán ba tướng bố thí đồng như tướng hư không, như tướng vô thượng bồ đề, dẹp được các hí luận về hữu vô và phi hữu phi vô, nên được đầy đủ bố thí ba la mật. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, được tâm thanh tịnh tinh tấn bất động, lại do quán các pháp đều là như mộng như huyễn mà chẳng vào niết bàn, nên được đầy đủ tinh tấn ba la mật, do được lực bát nhã ba la mật hộ trì. Mà vào sâu trong nhẫn pháp, Bồ Tát vẫn thường giữ được tâm thanh tịnh, nên được đầy đủ nhẫn ba la mật. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, được vô ngại ra vào các thiền định, nhưng chẳng đóng chấp thiền vị, mà thường khóa độ chúng sanh, nên được đầy đủ thiền ba la mật. Nói tóm lại, do Bồ Tát có đầy đủ lực trí huệ như vậy, nên ở trong một niệm đồng thời cũng được đầy đủ cả sáu pháp ba la mật. Hết quyển 81.